Có là gì anh ơi? 1 2 3 3. 1 2 3 3 phải 1 2 3 4 luôn nhé. Cùng thì nó yêu nó không như mình nghĩ cho lắm. Cái này chắc là phải để lại rồi. Thanh niên kia thì mời vào cùng vào nơi thấy hội xì đào quá thôi cho cút luôn à. Ê đam mê hai là ba ba Zangrot legendary luôn phải cứ thật cái gì anh? Hỏi bát không nói nhá. Legendary khẩu súng một người tinh còn yếu hơn cả yếu mà cái kiếm à, anh chọn cái này phát lên tận legendary luôn. Ờ được. Cái scanner cần thorium bar nó cần đến con bốn ở đâu ờ giờ luyện các kiểu ấy được ai là ai để right hand nào ok, đợi tí. Phát nhầm, không phải thằng này, mày chứ. Scanner. Tìm về kiếm đâu nhỉ? Đang giải rồi là. Tìm chỉ có đi khắp map mà kiếm thôi, còn kiếm đâu nữa. Thêm một nick. Unreal. Ok. Cái này đi. Khẩu này cất vào hòm đi. Có khẩu súng Unreal trong hòm này. Trông cục gỡ quá. Bây giờ phải đi kiếm team. Với cả đi xuống địa ngục để farm con búp bê nè thế. Thằng này có búp bê rồi. Bê à? Ngon. Đánh luôn được mà con này ra ba đánh nó yếu mà nó không mạnh lắm. Để anh xuống anh test cái giáp này, what the fuck xung quanh là mod đi. Em xuống tìm hết Grand Knight đi. Thì em xuống đào nốt cái này đi, anh đi tìm đồ lung tung ở đây đã. Anh tìm về cái dương rồi đi ngủ không? Chưa. Có một thuốc về nhà rồi này. À gương về nhà này, đủ 3 cái này. Đủ rồi rồi. Đủ à, fuck. Thế bán được một vàng. Một vàng. Muốn tìm tim thì bây giờ đi nốc cái thuốc ấy vào, nốc cái thuốc đi tìm đồ vào. Nó có tốt tìm đồ rồi đi lung tung ở dưới này kiểu gì cũng gặp mà. Mà cái này chậm vai. À nó cái tốt tìm đồ để anh dưới này tìm tim này. Em ít thấy phun ta vậy. Rồi, ôi, má nó chứ. Thôi nha. Bỏ mẹ cái đầu chạy nhanh, có cái đầu, có cái giáp vàng này chạy chậm quá. Để anh xuống tìm tim cho anh tìm được thêm vài cái nữa ngay em ạ. Má, em tưởng em bị mù. Tìm ngay bên cạnh. Phải nổi bị mù. Má tìm ngay bên cạnh. Thích quá không biết. Cái tim auto spawn đúng không nhỉ?
Cái gì? Tư bồng không nhỉ? Tư bồng ấy. Chắc là không. Hay là bây giờ farm cái like quát cũng được. Đi kiếm được nhiều like quát rồi gọp mình team. Làm đấy còn lâu hơn. Like quát thì được 10 một cái. 10 like quát. Từ cái bag of Putotio ấy. Fuck, nhưng nhà Nolit ở đâu quá. Thôi chỉ có chơi bài các cụ đào thẳng đâm thủng trọng tung thôi. Anh vừa tìm được 2 team. What? À, chưa rồi. Nó giống như kiểu cái mưa ấy mà. Kiểu cái mưa ở con não mà. Fuck, nó bay mất rồi, định vậy. Này. Vứt cho hai cái team này. Cứ nốt mấy cái thuốc tìm đồ xuống dưới hang đi, đoạn là gặp team ngay mà. Anh ngồi trước anh tìm team là tìm của này. Anh có. Anh có mấy viên thuốc tìm đồ mà anh đang dùng. Để anh đi cho mọi người. Lại trách nhiệm cao cả rồi. Fuck. Bay ra nham rồi đâu á. Quên mất nãy trước em à đâu không. Hôm qua nó không ra lên cả trời là em nhìn cả cái cái joke mấy cái bảng đào cái thuốc tìm đồ. Thôi mày đào mấy cái like quá để bao giờ. Cười đi, khóc đi, khóc. Mấy tên kia đang là loạn cái kênh chat của anh. PP nha anh Hoàng, PP là cái gì? Anh không hiểu PP là cái gì. Hay lắm. Cánh này cánh cửa bắp. Thôi. Tìm cổ này nghe vẻ không ăn thua. Khóc đi. Chị khóc đi chị, what the fuck. Tại sao mấy đứa lại lấy cái chat của anh làm trò chim chuột hả? What the fuck, đâu rồi, tim đâu rồi. Đâu vãi. Cái gì đây? Đừng làm anh đau tim. Nó rồi cái điện thoại mình mới mua. Vậy rồi. Đúng cái mình đang cần. Tim rồi. Không, thuốc đào nhanh. Rồi ôi, dưới này không có tim. Dưới này chỉ toàn lung nham thôi. Ở đây nè. Tại sao bọn mày lấy cái kênh của anh làm đồ bọn mày chim chuột hả? À? Fuck, hết thuốc rồi. Vẫn chưa tìm hết đi tìm được cả. Quá
Ok. Minion dung nham khá là hay. Lại mắt nữa. Cho tao thêm tim đi mà. Trời ơi. Tim tim kiểu này mệt quá. Nghĩ không có tim tiếc gì ở đây nữa. Chắc cứ súng vào hòm rồi, không cần nữa. Gì đây? Cái này có gì đây? Free head. Ok. Ok, con này nó bán vài cái cây này. Vàng luôn đi. Vàng rồi. Sáu cái này. Em có con vàng ấy tạo cái thuốc đấy ấy chứ. À. Này, vứt cho vài lọ đi tìm tim. Đi tiếp đây. Fuck, quên này, đã hết hạn rồi mà tự nhiên mình uống tiếp vào. Đúng rồi. Trước khi đánh con Wolfpack mình đánh con bot đập tẻ tẻ lên. Mày còn cầm unstable call. Tẻ tẻ là con nào? Con bot Granite. Granite Energy Storm. Oh, ok. Ở bên này. Bên nào, Granite. Tim ơi, mày ở đâu? Nhiều hang rồi, nhiều hang nhưng mà team nó cũng lấy rồi, nó có nó thêm đâu. Đi farm quái đánh lấy bé được. Đấy là một cách nhưng mà làm thế nó không đẩy nhanh tốc độ hơn nhiều lắm. Nó còn chậm đi. Mà nhìn đã nhìn thấy cái chưa, nhìn thấy cái tempo nó đâu chưa? Em chưa. Chưa. Chắc chắn tất nhiên nó chỉ ở rừng thôi mà. Đụng đung lên đung luôn. Làm sắt thế này. Nhận phát mất cả đủ. Thank you.
làm gì đấy quá. Vấn đề là tìm team khác ăn sải nha. Tắt cái này đi, trông đỡ loạn mắt. Biết gì không? Ở trên cái kênh stream của anh bây giờ bọn nó đang chim chuột nhau trên đấy này. Mấy cái đứa xem clip của anh đang ở chim chuột nhau trên đấy này. Nó đang tán nhau này. Sợ chưa? Để đâu lắm mới quay mặt ra. Đừng nói nhiều, anh Hoàng không thích đâu. Không, anh Hoàng làm gì cũng được. Anh Hoàng không quen tư mà thích không. Sao lúc vẫn còn chưa được à? Đấy mà. Thế mà lần trước là còn chơi cái map small này, không biết là phải tìm đồ của gì luôn. Map small này đồ lắm. Nhảy khác bay luôn trên này rồi. Xem cái rừng này nào. Rừng này còn rộng lắm. Rừng này mới mình mới đi hết khoảng độ non nửa rồi. Tìm cái nửa còn lại của gì nó không có tìm đấy. Anh hết cái thuốc đào nhanh rồi, pháp giờ đào chậm quá. No. Mà đi chết. Anh rơi xuống nhà may còn một hit nữa anh chết thì anh đội cái mũ gan ai vào kịp. Má. Hết spell luck rồi. Trước cái lên HMO của Mario Kart mình chưa đánh nhỉ? Thì ra nghĩ đồ gần này đánh... What the fuck cái quái đây? Đồ gần này đánh con... World Flag nó đủ rồi, không cần nhiều hơn đâu. Thì cứ về sau của gì mình chả phải chạy, thì cứ chạy cứ tìm thêm cũng được. Từ từ, bình tĩnh. Gọi là mình không cần gọi là cứ để làm một chuyện từ A đến Z ấy. Mình làm cái A mà mình nhảy luôn đến cái B cũng được. Nhảy lên cái C cũng được. Cái B để về sau làm tiếp cũng được. Yeah.
Tim ơi em ở đâu? Bắt đi giờ chẳng gặp cái tim nào cả. Nó cơ bản là chỗ mình đi rồi, chỗ này mà có tim mình cũng gặp rồi. No. Mẹ. Khó quá. Đường chưa nào đi à? Đây đi này nào. Sorry em bà. Tìm kia rồi, má đi nãy giờ tìm đấy. Ngon chim. Thì nó mỗi một cái thấy cái nhưng mà nhìn thấy mỗi một cái cảm thấy nó cứ kiểu nó cắn rứt kiểu gì ấy. Kiểu mình đi một đống, ok tìm đến cả jungle temple luôn rồi. Cả cái tempo của con lưng đấy ạ. Ừ temple nó hướng này này. Thêm lại quát nữa, ok thêm lại quát này cũng làm được cả team luôn. Em tìm thấy. New. Yay. Yay. What the fuck? Cần giúp không? Có nhớ. Bot. Chạy ra nhanh, đâu rồi, đâu rồi. Đến đây. What the fuck gì đây? What the fuck? Ok. Nốc thuốc vào nốc các thứ vào. No 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 no. Ding ding ngay bên cạnh anh ơi. Đi kìa, nó lại còn phân thân làm con nữa đấy à? Chạy đi để anh tanh cho, chạy đi anh tanh cho. Ô, tìm một đống này. Cái gì? Ô, anh cứt làm tìm đấy. Đừng vậy, đừng, ta không được chết bây giờ. Fuck, chết rồi. Ô, mạnh quá. Ô, đập tim đi. Mày làm tim đấy. Một đống tim luôn kìa. Đau tim vậy. Nhiều cực. Uầy. Đây nha. Đất ca mình. Đống anh ạ. Ok, trên này cũng có đây. Đang đánh ngon nhưng gặp một đống tim mới trời. Ôi một đống này. Cỡ vãi, cỡ bó. Bao nhiêu máu rồi mít 27 người. Ok. Từ đầu lai quát. Cái cung bắn yếu không? Chắc là cái cung bây giờ nó bắn yếu rồi, chẳng mạnh lắm đâu. Cung 28 đam. 28 đam. Và phải.
Để lại quát không? Quên để lại quát đấy. Đấy, quên là được nhanh lại. Oh, money. Nani. Đạp bao nhiêu lại quát thì cứ đạp về. Ít ít cũng được, ít về tích nhiều hình thành nhiều rồi. Từ. Thế xong con boss Bao Mabu này. Thế cái con NPC bắn giày lúc nào nó mới đến nhỉ? Anh cần cái giày đấy chạy nhanh lắm. Thuê con tim mình này. Đem đi. Fuck. Không có gì đấy cả. Fuck. Có cái hòm tim cao kìa. Lên đây lấy một. Cái đặt đường sang rồi. Hoặc nãy giờ cứ dùng thuốc di chuyển, hết mạng thuốc di chuyển đây này. Tim! Ơ! Ôi! Mày là của tao! Nói gì nói chứ anh đào lúc lâu nãy giờ cứ tìm cái nào đâu, bây giờ mình thấy một hai cái này. Đào mãi mới được một cục. Anh thế, bây giờ mãi mới được một hai cục cái này. Để anh khá hơn đâu, anh khá hơn mấy đâu. Đào thêm thorium nữa. Nãy giờ toàn cái thorium thôi, chẳng cái tim đâu. Hóa ra cái thorium nó cũng không ít như anh tưởng, nó cũng khá nhiều. Anh tưởng thorium nó cũng kiểu quặng hiếm mà không, nó khá nhiều. Không ít đến cái mức như anh nghĩ. Anh đào thorium về đi, anh làm cái hú ở kho. Kho hai mặt. Vâng. Ok, chuẩn chỉ. Đào. Terraria sắp thành Minecraft mạ rồi. Đánh nhau thấy toàn đi mai thôi. Đây có Hermes rút rồi anh. Món thì anh này. Ok. Ok, biết rồi, biết rồi. Anh ấy phải anh làm mình cái giày bay. Cái sếp anh chơi Terraria trước anh tiềm ngoài hơi không ra được cái Hermes boot. Tinh tinh bứt hết đi.
đào, đào và đào, đâm sẵn tuyên thủ trong lưng tung. Các cụ ta dạy thế rồi, cứ đâm thẳng xuyên thủ trọng lung tung. Đi ăn cơm đi, đừng like nữa, không ai làm gì đó lắm đâu. Vẫn like được mà. Anh nhịn ăn cơm mình quen rồi. Dưới này lại tầng dung nham rồi. Tầng dung nham thế. Ô bộ like quá này. Like quá. Đây nào nó. Cái gì cơ? Làm cái sim mà một tháng 25.000 của học sinh sinh viên thì làm được gì đấy? Không nghe do nói lại coi. Anh biết cái sim sinh viên không? À không. Tiếng bên kia trong alo của anh nghe bé bên này làm live squad quá. Cần này đủ làm thêm vài cái thằng in. Cứ 10 cục live squad thì bằng một cái team. Cái cũng khá là dễ làm. Có cái dương ở đây này. Magma Champ. Immune to lava. Biến thành động vật là thế nào ấy nhỉ? Rơ. Có gì đến đấy? Thế nào nhỉ? À, đúng rồi, khi đánh xong con Mago là được có thằng ấy. Đúng rồi, tuyệt nhớ không? Không biết, không biết, chưa thêm. Ngon đấy, quả ấy. Đấy, chậm tí máu quá anh. Ngon, tí chết. Quả đây đúng là em cũng một hit là em chết đấy. Em có 6 máu. Xoài. Mày không nên khinh địch mấy con boss ở trong cái boss này. Tuy nó cũng không mạnh lắm mà nó không yếu. Để ăn đòn lắm. Wow. Too many em awesome. Cái Lakisto ngon quá. Ô, party girl rồi, à, stylish. Cứu nó. Rồi, một. Thấy quái nào stylish ở chỗ này. Tại vì nó bị trói, nó dưới này. Lại like quát nữa. Lên cái like quát nữa. Anh được bao nhiêu trái tim rồi? Anh đang có 3 cái tim và 29 cái like quát. Còn có nghĩa là sẽ tầm được thêm 3 tim nữa đây. Là 6 tim nữa đây. Em được có 2 crystal. Tim. Gọi mẹ tim với nhanh. Mấy cục like quát nó không to nhỉ, tầm bé tí kẹo ấy. Nó mà to mình đào phát được cả đống nó phải dây không? Cái dưới này nằm cái lai quát. Đào cái lai quát này vật vai. Chờ vãi thằng Hoàng đang xem stream anh. Thấy nó chìm chuột trên stream mà anh hơi nhiều. Anh stream một phát từ hôm nay anh stream từ lúc 4 giờ cơ mà. Hôm nay bố mẹ ăn qua nhà tầm 12 giờ đêm mới đầu lục mì tôm ăn đêm mới sướng. Ăn buổi tối không sướng, phải buổi đêm ăn mì mới sướng. Giờ
con sẽ đéo con party girl đi theo em, what the fuck. Con stylist đéo. Nó cướp rồi. Nó cướp ra rồi. Hunter poison. Ok, được mỗi cái... Được mỗi là cái... xét gan này thấy nó được cái vụ nó kháng dung nham khá là ổn nhưng mà nó chậm vãi cứt. Anh ghét mấy cái xét chậm 15. Dưới này lại có ấy này, lại có marble này. Ở đây có marble đấy, em làm gì gọi ra? Nó tự ra à? Em đánh con móc kia nó ra luôn. Mà được rồi, em biết rồi mà em cố đừng đánh thử xem nào. Anh ơi, ra thật. Mạnh mẽ cứt. Tí chết. Thế này ba thằng đánh được con Red Night Storm. Shoveling Matcher. Ok. 40 like quát rồi. Thế là 4 trái tim rồi. Ừ. Anh sẽ nốc gan của mình hết. Để anh mất tim. Anh mất tim cái gì? Ta sẽ gà tô không chia thế nào cả, đúng rồi. Anh ở kiên phòng. Thực ra bây giờ mà chơi đẻo sang vô khác lấy team nhanh nhất. Chơi thế lại đẻo quá. Ê, vừa nhắc cái team có team luôn. Team luôn, không phải là nai quát, bây giờ cái team luôn. Mình cứ gọi là team thì quen gọi là cái hospital. Lai crystal. Cái bao nhiêu nhỉ? 4 này, 8 rồi, ok. Anh có đủ 8 cái rồi. Anh ở anh mắc rồi, anh vẫn có thêm một ít anh chia sẻ. Fuck cái gì ấy, quên mất, chưa... May đấy ạ? Không, ở đây, đợi, thế nào? Grab ạ? Ok, đoạn này không có gì nữa. Đi đây. Asian Palak. Mắc tim. Hãy đi xuống dưới đấy, đi tim. Ok. Ừ. Nhìn này. Chậm vai. Rồi. Đi xe hoàng chậm vai. Ô, mấy cái cung của cái con bot vừa rồi bá vãi. Nó bắn được 3 loại tên. Vãi nồi. 3 loại tên luôn. Guardian Angel là gì? Con. Bố mình mua cái Redeemer Staff chưa? Đấy. Cái chiều chiều hồi về. Ô, có cả cái hồi máu của các Villager này. Villager. Ngon phê. Ocarina. Mua cái Redeem Staff rồi. Ôm ngon. Con mày làm chi đấy? Nhiều mà. Ok, anh còn 3 team này. Mắc team mới còn 3 team này. Ngon cho em. em còn 4 team nữa mới mắc. Hoàng cất nhà thằng nào lên hít trước thằng ấy ăn. mày lát ăn trượt. Tìm cho hôm nào. Thôi. Cốt Victory. Well. 331. 371, ok. Rồi.
Đâu anh rồi? Có tài khoản không? Bắt. Thằng này tao. Ôi tao ăn hai team, ăn hai team. Ok, hai team mà tao thử. Vui vai cứt. Mày bao nhiêu nữa? Hai, tao ăn hai này. Từ tao nghĩ đã. Nếu ăn có hai team tao phun máu, còn nếu xong mày mày phun máu. Ôi đẹp đấy mày. Đào được cả 71 thorium 3 này. Rất nhiều thorium luôn. Vâng. Daddy à? Đến phương nào đây? Daddy. Đến phương nào đây? Daddy Cone.